Sáng nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng cảnh sát 113 đã kịp thời giải cứu một cô gái bị nhốt và đánh đập. Chiều qua, Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận được điện thoại của một cô gái khóc lóc cầu cứu. Cô gái cho biết bị một thanh niên bắt nhốt và đánh đập dã man. Địa chỉ nạn nhân bị bắt giữ tại hẻm 37, đường Bích Khuê, thành phố Quảng Ngãi. Trong lúc nói chuyện với công an thì điện thoại nạn nhân bị cúp đột ngột. Cán bộ trực ban gọi nhiều lần vào số máy này nhưng không liên lạc được. Mặc dù chưa xác định được địa chỉ cụ thể, nhưng tổ cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hẻm 37 đường Bích Khê và dò hỏi tìm kiếm những nhà khả nghi. Lúc này phát hiện một cô gái trong ngôi nhà gần đó kêu cứu. Cô gái trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều chỗ trên vùng đầu và mặt. Tổ công tác kịp thời giải cứu cô gái và bắt giữ nam thanh niên đưa về trụ sở công an xã Nghĩa Dõng để điều tra làm rõ. Cô gái sinh năm 1994, quê tỉnh Tây Ninh. Sau khi quen với nam thanh niên sinh năm 1985 ở thôn 2 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, đã theo về sống chung như vợ chồng. Vì mâu thuẫn ghen tuông nên nam thanh niên đã nhốt bạn gái trong phòng rồi đánh đập. Hiện vụ việc đang được điều tra xác minh làm rõ.